tự quy trở lại đạo tràng để chúng con được học câu pháp của kinh 249. Như Quỳnh Hằng một buổi học Nam mô Bụt Thầy Gia Mô Ô Tham Bụt à, trước tiên kính lễ chư tôn thường đức tăng trong những nét nam mà chúng tôi được rõ. Chào cô tu nữ phúc hạnh, chào Sích Meta, Sích Nhật Quỳnh, Sích Hồng Nhật, Sích Trăng Thư, Sích Diễm Nguyên, Sích Tầm An và Sích Duyên. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong cầu Phật môn 249. À, trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Ratanataya Saunda Mi Putho Mahesi Arahang Tatha Gato Lo Kutambo Sapagaru Hiche Thapo Lo Kasasatha Chanadam Mako Vido Vanda Mahantam Narapu Chani Giác Cần Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Ngài Bậc Trí Thức không đâu sinh bằng thoát ly phiền não trai trang vô chủ trí năng vô lượng từ để ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dâng lên thoát trần con xin đảnh lễ Phật ân đảnh cho thiên chúng nhân dân cúng dường tham mô bất đi bồ giác tu nô lô ca nó mình thả sơ vi na ca rô cô sắp bành nhu bút thọc bất đi phu tí sanh nhá tô hoàn đà mắt hành tăng nó ra phù cha này gia cần pháp bảo với như anh và như là soi sáng vẹt màng vô minh phá tan lầm lạc chúng sinh đầy những phật tổ quang minh rõ ràng con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường sanh khổ vi số thổ thu các tát sa sa quá khổ thích khả thu cà mù quá các phẩm quá thích các cô niệm đà quá sanh sa di na đa rô quá rô quan đà ma hành tầng na ra phù cha này nha tầng tăng bảo thinh văn phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh đi trần xa lìa để phá phàm nhân ai vị con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cũng dựa. Rất tên gia tề chê nó sức khả mê ế tu vã thân nàng tác xa phí à nụ phà về nó sá hát xa dê nó sẽ chạy tu cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. À, bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 249. Sa thú Sĩ Nhật Quỳnh đã đưa lên câu số 1. Đa đà sát đa đà tí huệ gia thà sát thần đa đà tí huệ gia thà sát thần. Câu đầu tiên chúng ta có ba từ, đa đa tí là một, quê là hai, nhất thà sát thân là ba. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Động từ đa đa tí. Động từ này trong cái thể số ích có ý nghĩa là cho, ban bố hay là bố thí. Đa tí chúng ta hay nghe cái từ đàn na ha, đàn na tức là do chữ đà na rồi cái âm ra và chúng ta nghe chữ đàn na thì chữ đàn na đó là do chữ đà na động từ của nó là đa tí. Căn ngữ của nó là chữ đa. Đa đa tí là bố thí, là cho, là ban bố. Chữ quê là vậy, đúng vậy. Chữ quê là quả vậy, thật vậy, đúng vậy.
Rồi chữ dạ thà sát thằng, dạ thà sát thằng, dạ thà sát thằng, thì ở đây do hai từ chữ dạ tha là một và chữ sát thân là hai. Chữ dạ tha là tùy theo, dạ tha là tùy theo, cũng như rồi chữ sát thân, sát thân do chữ sát tha, sát tha là một danh từ nữ tính, corantaithilin, sát tha có nghĩa là niềm tin, nhưng mà chữ sát tha đây được chia theo đối cách số ít đối chỉ giao vì phát tiết có quá trình á, cho nên chữ sát tha nó biến thành sát thân, sát thân. Và dạ tha sát thân cho chúng ta ý nghĩa là tùy theo đức tin, tùy theo đức tin. Như vậy câu này có ý nghĩa thế nào? Thật vậy, tùy theo đức tin bố thí, tức là niềm tin người ta mạnh thì ta bố thí nhiều, niềm tin người ta ít thì ta bố thí ít, tức là cái đức tin hay là niềm tin là hột giống mà chúng ta có thể tạo được thiện sự bằng cách bố thí. Alo, bàn tay có thấy bàn tay của ta không? Bàn tay Shimeta là một sự cản trở đó. Thấy Shimeta đưa tay, rồi cũng nhiều khi nghĩ rằng Shimeta có một cái vấn đề gì thắc mắc, muốn hỏi cái gì đó mà đứa không cho hỏi. Thì như vậy cũng là một cái điều làm trở ngại trong cái room chúng ta. Alo, Shimeta có chiếc máy không? Có ý kiến gì không? Hay là có thắc mắc gì mới đưa tay khi nãy giờ? Không có chiếc máy à? Không có chiếc máy thì cho bạn trẻ, quý vị thông cảm nha. Rồi, công nhận buổi sáng vô cái room này gọi là thấy khổ đê thiệt ha, vô là thấy có chè ăn rồi. Bây giờ câu số 2, yatha bassa đa năng channo, yatha bassa đa năng channo, yatha bassa đa năng channo. Quý vị thấy cái câu số 2 ngộ ha, chữ trước là đoạn âm, chữ sau là trường âm. Vị giác tha trước là đoạn âm sau trường âm, bát xa trước đoạn âm sau trường âm, đa năng trước đoạn âm sau trường âm, và chữ channel cũng vậy. Vui ha. Câu số 2 có hai từ, giác tha bát xa đa năng là một, channel là hai. Vậy thì giác tha bát xa đa năng chữ này do hai từ cộng lại, tức là do cái chữ giác tha và bát xa đa năng. Giác tha là tùy theo ha, rồi bát xa đa năng, bát xa đa năng do cái từ bát xa đà na. Bát xa đa na là một danh từ trung tính, á cờ răng tá na pùng sa cà linh ga. Bát xa được chia theo đối cách số ít đối tiệt giao vì phát tiết e có quá trình á, cho nên bát xa đà na nó biến thành bát xa đát năng. Bát xa đát năng là sự hoan hỷ hay là do sự trong sạch, sự hoan hỷ hay là do sự trong sạch.
vậy thì Yatha Bassa Đà Năng là tùy theo sự quan hỷ hay là do sự trong sạch, mà tùy theo sự quan hỷ do sự trong sạch này không phải là bằng thân, bằng khẩu, mà bằng cái tâm, bằng cái ý của chúng ta. Rồi, cái từ cuối cùng là từ channel. Channel, channel là nhân loại, mọi người ha. Do từ chana, ở đây cái từ chana này nó được làm chủ từ Dathama Ekavachana Vipatti, cho nên chữ chana biến thành chano là nhân loại hay là mọi người hay là chúng sanh. Rồi, như vậy thì câu số 2, mọi người tùy theo sự quan hỷ, hoặc là tùy theo sự quan hỷ của mọi người, chứ mọi người đang làm chủ từ, vậy thì mọi người tùy theo sự quan hỷ. Câu số 2, câu số 2 này ngày qua thương dịch sao đây? Câu số 2 là hỷ tâm ha. Ngày dịch rất là gọn ha, hỷ tâm. Do tính tâm, hỷ tâm là người mới bố thí. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 3. Tát thát chê măng cú vô hồ thô tí. Tát thát vô chát măng cú. Và sao mà trong sách là có chỗ chỗ thế này chỗ thôi thế kia hả? Alo, tát tha chè măng cú vô hồ tí, măng cú phá hoạ tí, tát tha vô chá măng cú phá hoạ tí. Hai cái động từ phá hoạ tí và hồ tí nó cũng giống nhau ha, cho nên quý vị thấy rằng có chỗ để phá hoa tí, có chỗ để hồ tí, rồi có chữ vô, nó cũng có thể nó có sự thay đổi vô hồ tí và vô chấm măng phú phá hoa tí. Vậy thì chúng ta hãy lấy cái câu 249 ở trên màn hình ha, để chúng ta dễ hiểu hơn, ngắn gọn hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Câu số 3 mà câu dưới á, thì tới 9 từ. Mà câu số 3 ở trên á, Tát Thát Chê Măng Cú Dồ Hồ Tí thì nó có 8 từ. Với 8 từ này á, nó thích nghi với cái bài học của chúng ta, với cái thể thơ này. Thôi quý vị hoan hỷ ha. Tát Thát Chê Măng Cú Dồ Hồ Tí. Tát tha chê măng cú vô hồ tí. Câu này có 5 từ ha. Tát tha là 1, chê là 2, măng cú là 3, vô là 4, hồ tí là 5. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Gần tới rồi mà muốn bận rồi, xong mối khó chịu. Chữ tát tha, tát tha, thì cái điều ấy, tát tha nói lên cái điều ấy, điều ấy tức là ám chỉ rằng do cái niềm tin, do sự quan hỷ ha, do niềm tin, do quan hỷ, thì cái đó gọi là cái điều ấy đó. Rồi, chữ chê, chê là nể,
chia làm nếu rồi mân cú đây là một tính từ nam tính ha. Mân cú có nghĩa là sự bất mãn, sự đố kỵ, sự bất mãn, sự đố kỵ. Rồi, vô là người nào? Vô là người nào? Hô tí nó cũng giống như cái động từ phá tí, là một động từ tu bì thì là bì được ở ha, có nghĩa là hay là vâng. Như vậy thì cái câu số 3 này còn dưới chá nó chá, chá là và ha. Câu câu số 3 dưới có chá mà trên không có chá ha. Ở trên chê chỉ chá là câu 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 dưới, câu trên không có chá rồi chỗ này hơi rắc rối cho nên chúng ta qua câu số 4 nữa thì hai câu nó bổ sung cho nhau dễ dễ hiểu hơn ha. Câu số 4 bà rê sẵn bà nó phù cha nề bà rê sẵn bà nó phù cha nề bà rê sẵn bà nó phù cha nề. Câu số 4 có hai từ bà rê sẵn là một, bà nó phù cha nề là hai. Chữ bà rê sẵn, bà rê sẵn ở đây ám chỉ là do cái từ bà rá, căn ám chỉ là khác, mà khác ở đây tức là ám chỉ những cái người có sự bất mãn, có sự đố kỵ, có bà rê sẵn là những người khác, những người khác. Tức là ám chỉ về những người bố thí, ám chỉ về những người có niềm tin, có sự an vui với thiền pháp đó, thì chữ ba rê sanh này. Rồi ba na phô cha nề, ba na phô cha nề do cái từ ba na ha, ba na cộng với phô cha nề. Ba na nó là một danh từ trung tính ha. Akuranta napum sakalinga pana có nghĩa là thức uống ha, thức uống. Rồi phochane do cái từ phochana, phochana là một danh từ trung tính. Akuranta napum sakalinga phochana là thức ăn hay là vật thực hay là bữa ăn. Và chữ phochana này được chia theo định sở cách số ít, định sở cách số ít tức là sát tầm ý vì pháp tí e có quá trình á, cho nên phù trình á biến thành phù cha nề. Ba nó phù cha nề về thức ăn và nước uống. Nói chung là ăn uống, ăn thì người ta nói tham nhũng mà uống là người ta nói yêu nước. Thì ở đây gồm chung lại là về thức ăn và nước uống ha, tham nhũng yêu nước gì cũng nằm trong này hết. Rồi như vậy thì câu câu số 3 và câu số 4 cho chúng ta một ý nghĩa. Câu số 3 và câu số 4 cho chúng ta một cái ý nghĩa như thế này. Tát tha quê măng cu dồ hồ tí ba rê sẵn bà nắp hồ cha nề ha. Tát tha quê măng cu dồ hồ tí ba rê sẵn bà nắp hồ cha nề. Và tại nơi ấy,
kẻ nào sanh tâm đố kỵ về thức ăn và nước uống của những người khác, tức là những người bố thí, và tại nơi ấy kẻ nào sanh tâm đố kỵ về thức ăn nước uống của những người khác. Đó là ý nghĩa câu số 3, câu số 4. Tha điều ấy hay là hai nơi ấy, rồi mình chúng ta đến câu số 5. Câu số 5, Naso đi qua đi qua qua rất tình hòa, Naso đi qua qua rất tình hòa, Naso đi qua qua rất tình hòa. Chị Na là không, So là người ấy, kẻ ấy, rồi chữ thứ ba, So là người ấy. Do cái từ xá, người ấy, kẻ ấy, rồi đi qua, đi qua đây là một trạng từ, và ban ngày. Nhưng mà nếu nó là một danh từ thì đi qua nó là một danh từ trung tính, akarantana cùng sakalinga. Nhưng mà ở đây nó là đi qua, đi qua vào ban ngày, vào ban ngày. Rồi chữ qua là và, ha, chữ qua là và, rồi và hay là hoặc hay là hay, chữ qua này. Rồi chữ rắc tinh, tinh có từ rắc tí, nó là một danh từ trung tính, ý rằng ta nó cùng sắc cả linh gá. Nhưng mà chữ rất tí này được chia theo đối cách, được chia theo đối cách đu tì giao vì phát tí e câu quá trình á, cho nên rất tí biến thành rất tinh. Rất tinh là ban đêm, rồi chúng ta thêm câu số 6 nữa để kết thúc, và hai câu số 5, số 6 nó sẽ bổ sung ý nghĩa xúc tích hơn ha. Câu số 6, Samathin Athigacchati, Samathin Athigacchati, Samathin Athigacchati. Câu số 6 có hai từ, Samathin là một, Athigacchati là hai. Chữ Samathin chúng ta thấy do cái căn ngữ tha, do căn ngữ tha tức là đặt xuống, để xuống, và ở trước nó là tiếp đầu ngữ sân và a. Như vậy thì samathi do cái từ samathi, samathi nó là một danh từ nam tính, ý karan ta cung linh gá, nó là một danh từ nam tính. Nhưng mà chữ samathi này được chia theo đối cách số ít đu tỳ giao vì phát thi e câu quá trình a, cho nên samathi biến thành samathin. Samathi chúng ta hay nghe cái từ mà chánh chánh định, định, thì ở đây samathin là sự định tâm, sự an tĩnh, sự định tâm, sự an tĩnh.
Còn cái từ cuối cùng, căn ngữ tha chữ DH và có dấu huyền ở trên là chữ căn ngữ tha chứ không phải là tha, đúng rồi. Sự định tâm tâm một tâm thôi, nhiều tâm quá nhỉ. Sự định tâm, sự an tĩnh được rồi chứ đâu phải sự định tâm tâm. Rồi chữ cuối cùng ha, Athigat Chetty, đây là một động từ. Động từ này có nghĩa là chứng đạt, đạt đến, bởi vì chữ Gat Chetty là động từ đi ha. Đi đâu? Đi đến đích, gọi là sự chứng đạt. Chứng đạt hay là đạt đến. Đi. Như vậy thì câu số 5, câu số 6. Naso đi qua qua rất tình qua sắc mà tình Atigat chạy đi. Naso đi qua qua rất tình qua sắc mà tình Atigat chạy đi. Kẻ ấy không chứng được định tâm vào ban ngày hoặc ban đêm. Người ấy không chứng được định tâm vào ban ngày hoặc ban đêm. Nó ý nghĩa câu số 5, câu số 6 ha. Mình chào Shishuka. Như vậy câu Phật ngôn 249 ha. Chúng ta đã tìm hiểu và ngữ vựng xong, mà có được một ý nghĩa tương đối. Quả vậy, người mọi người vô thí tùy theo đức tin, tùy theo sự hoan hỷ. Và tại nơi ấy, kẻ nào sanh tâm đố kỵ về thức ăn nước uống của những người khác, kẻ ấy không chứng được định tâm vào ban ngày hoặc ban đêm. Xin lặp lại ha. Thật vậy, mọi người bố thí tùy theo đức tin, tùy theo sự hoan hỷ. Và tại nơi ấy, kẻ nào sanh tâm đố kỵ về thức ăn, nước uống của những người khác bố thí, kẻ ấy không chứng được định tâm vào ban ngày hoặc ban đêm. Rồi. Rồi, cảm ơn Sisuka. Ký trà Thái Nguyên. Như vậy là thấy 3 ngày tới cũng ấm lòng nhân sĩ rồi ha. Cảm ơn sư số khá nhiều. Rồi bây giờ ngài hòa thượng giới đức phổ thơ lục bát như thế này: người ta bố thí do tin, do tâm hoan hỷ hoằng hằng vinh pháp lành. Có người đố kỵ tỳ ganh thức ăn vật uống không mà dâng dành tỳ kheo. Người như vậy rất khổ theo, đành mất yên tĩnh lại đều ác tâm. Người ta vô thí do tin, do tâm hoan hỷ hằng vinh pháp lành. Có người đố kỵ tỳ ganh thức ăn vật uống dâng dành tỳ kheo. Người như vậy rất khổ theo, đánh mất yên tĩnh lại đều ác tâm. Ngài Hòa thượng Minh Châu ngắn gọn với 5 chữ, cái lối thơ ngủ ngon có ngoài ngủ ngon của thượng Minh Châu. Do tín tâm hỷ tâm loài người mới bố thí, ở đây ai bất mãn người khác được ăn uống, người ấy ngày hoặc đêm không đạt được tâm tịnh. Do tín tâm hỷ tâm loài người mới bố thí, ở đây ai bất mãn người khác được ăn uống, người ấy ngày hoặc đêm không đạt được tâm tịnh. Rồi như vậy tự vấn chúng ta cũng đã thông qua ha. Có ai thắc mắc gì không? Alo, ý nghĩa tự vấn có chỗ nào nghe không thông?
tự hỏi. Rồi, im ru. Như vậy chúng ta đi vào bài học ha. Câu Phật ngôn 249. Đa đà ti huệ giác thà sát thần, đa đà ti huệ giác thà sát thần, đa đà ti huệ giác thà sát thần. Câu đầu tiên, trước tiên là chúng ta làm toán cộng. Câu này có bao nhiêu âm từ? Câu này có bao nhiêu âm từ? À, chị Duyên cũng tham gia chiến đấu à. Rồi, chị Tờ Men ra rồi à, mới có 45 tuổi à. À, vô học chắc cũng bây giờ giờ này vô ngủ sướng lắm nha, học cái gì im ru à, chưa súc miệng rửa mặt chưa uống cà phê cho nên thấy còn đứa buồn ngủ à, sao chị Kim à, sư su khá vô là tham gia chiến đấu liền ha. Đa là một, đa là hai, là hai tí là ba, quê là bốn, gia là năm, tha là sáu, sát là bảy và thân là tám. Chính xác. Trong tám âm từ này nó thuộc về bao nhiêu loại trường âm? Thuộc về bao nhiêu loại trường âm? Alo, chị Kim, chị Nhật Quỳnh, chị Đúc Khá, chị Được Men, chị Duyên. Ồ, à, như vậy nhờ thọt lát ha, cho nên em mới thức đó, chứ còn không là ngủ nữa. À, có ba loại trường âm. Vậy thì trường âm thông thường có được bao nhiêu? Trường âm thông thường bao nhiêu? À, chị Kim cho này cái gì gì đây không biết nó à, chắc là à, nhìn thấy mở mắt rồi sao mà dài chát lên cái chữ này là nói trường âm thông thường bao nhiêu mà chát lên chữ chữ quan m nữa là sao? À, có ba trường âm thông thường ha. Cái gì? Đạo tràng hùng hậu hôm nay ha. À, tức là chứng tỏ thực lực cái là đạo tràng hôm nay mạnh lắm ha. À, rồi con ba chữ đa là một, chữ quê là hai, chữ tha là ba. Chính xác, ba trường âm thông thường bao nhiêu trường âm nhắn? À, trường âm nhắn à, còn một à. Rồi rồi bây giờ coi như còn một trường âm nữa nhưng mà phải mời lên, chứ còn cái này nhiều khi copy người ta ha. Nhất là cái số cá nè, chát lên và chát lên cho nhanh chứ chát lên chậm quá như vậy là bất giác người ta. Ai sao tôi vậy, thấy chị Nhật Quỳnh, chị Kim đưa lên số 1 là chớ lên số 1 ngay à. À, bây giờ mời chị Su Khá lên văn cái câu số 1 này ha. À, để coi mình thực tài hay là mình bất giác người ta. Alo, chị Su Khá ơi, câu số 1 phân tích làm sao đây? Alo, alo, alo. Cô nghe nhỏ hả? Alo, cô nghe lớn chưa? Alo, alo. Nói bự lên. Buổi sáng con ngủ dậy nó đã ăn gì đâu con nói bự được. Dạ con cảm ơn các cô cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ con kính tri ân sư. Nam mô Buddha giá, Nam mô Dhamma giá, Nam mô Sangha giá. Dạ con kính lĩnh lễ thượng tọa trí đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin
phân tích đoạn số 1 của câu kinh Pháp Cú số 249. Đa đà ti quề ra thà sát thằng. Đá là đoạn âm. Đa là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Quê là trường âm thông thường, giá là đoạn âm. Tha là trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn. Thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, câu này có đầy đủ 3 loại trường âm. Trường âm thông thường có đa, quê, tha. Trường âm nhấn có sát. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có chữ thăng. Dạ, con đã phân tích xong. Dạ, con kính thỉnh sư lên mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thủ Thích Su Khá. Sư Su Khá nói một câu thấy chúng tôi mắc lục hả? Buổi sáng ăn uống gì đâu phải nói cho bự ha, tức là buổi sáng chưa ăn uống gì mà bắt người ta phải la lớn lên, đó là một cái điều mà quý vị cũng phải quan hệ chút chứ. Đâu phải là mình sống một mình đâu, còn có người này người kia rồi mình nói lớn làm người ta mất ngủ sao. Cho nên với lại mình không phải biết mình biết ta. Ban đêm mà Việt Nam mà khuya khuya này mà ở trong phòng nó lảm nhảm thế này, người ta nói mình khùng rồi, là người có trên. Cho nên quý vị cũng thông cảm, nó vừa đủ nghe mà chúng tôi nói chuyện vậy mà coi như nhiều khi cũng nói ô cái lảm nhảm lè nhè vậy, cái lè nhè lảm nhảm hoài cho giật mình xuống nữa. Cũng có lý, chính vì vậy cho nên phải khiêm tốn. Cho nên Sư Su Kha nói ăn uống gì đâu phải nói cho bự đó. Rồi nhưng mà cái hay của Sư Su Kha là coi như là đến với đạo tràng ha, rồi phân tích chính xác rõ ràng ha. Đó là con ốc tức là con tẩu không có ở nhà ha, con cún không có ở nhà ha. Rồi câu số 1 có ai thắc mắc gì không? Sư Su Khá phân tích vậy là tuyệt vời rồi. Rồi như vậy là câu số 1 không qua ha, bởi vì phân tích vậy còn chê chỗ nào được nữa, bông hoa quá trời rồi. Bây giờ câu số 2 nè. Yatha basa danang chano, yatha basa danang chano, yatha basa danang chano. Câu số 2. Câu này có bao nhiêu trường âm? Câu này có bao nhiêu trường âm? Có 4 trường âm ha. Vậy thì trong 4 trường âm này nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Ủa sao mà chị kê Christina chát lên chậm quá vậy? Bất chước người ta mà cũng chậm nữa. Đáng lẽ là phải nhanh tay lẹ mắt đó. Mà bây giờ coi như cuối cùng như vậy là chắc chắn là copy người ta thôi ha. Thôi bây giờ chứng tỏ mình là người thực tại đi. Sika Chikina muốn nói chứng tỏ thực tại lại đưa tay liền vậy hả? Thôi miệng liền luôn đi. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con biết là sư sẽ kêu con mà con đưa tay trước. Dạ con xin phân tích câu số 2. Dạ giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, đá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ con có sai xin sư sửa ạ.
Alo, xích duyên sao hôm nay thấy giọng khàn khàn ha? Khách hàng là thượng đế mà coi như cãi lộn hoặc là la lố ôm sòm kiểu này thì làm sao mà coi như đắt khách được? Giọng nói khàn 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 vậy là rồi rồi. Hay là khách nhiều quá là nói mỏi miệng luôn. Là tới bây giờ âm hưởng còn khàn khàn nữa. Nhưng mà chuyện đó bỏ qua một bên ha. Phân tích vậy là đúng rồi, chính xác rồi. Không có chê chỗ nào ấy, dầu có khang tiếng nữa vẫn phân tích đúng nữa ha. Rồi sa thủ thích duyên gia thà bất xà đa năng chát nô, cái câu này đặc biệt là trước đoạn sau trường, trước đoạn sau trường, trước đoạn sau trường à, tức là đã trước là đoạn âm, sau là trường âm. Cho nên câu này dễ quá, cho nên sức duyên đưa tay sớm à, viêm tai mũi họng hả? Xin lỗi nha, tưởng là coi như khách tới làm việc nhiều quá rồi các bạn giao tiếp khang tiếng, nhưng mà đây như vậy là tốt rồi. Alo, rồi câu số 1, câu số 2 không có gì thắc mắc. Đa đà ti huệ yết tha sát thần yết tha bát tha đa năng chát nô. Đa đà ti huệ yết tha sát đằng yết tha bát tha đa năng chát nô. Đa đà ti huệ yết tha sát thần yết tha bát tha đa năng chát nô. Hai câu này có ý kiến gì không? Có gì thắc mắc không? Không thắc mắc thì câu số 3. Tát tha về măng vô hồ tí, tát tha về măng cu vô hồ tí, tát tha về tát tha chê măng cu vô hồ tí. Câu này có bao nhiêu trường âm? Bao nhiêu trường âm? Có 5 trường âm luôn hả? Tát là 1 nè ha, chê là 2 ha, măng là 3 ha, vô là 4, và hô là 5, chính xác. Trong 5 trường âm này có bao nhiêu loại trường âm? Trong 5 trường âm thì nó nằm trong hai loại trường âm ha. Rồi trong hai loại trường âm này không biết có chính xác hay không. Rồi mời Sister Man, chậm chạp quá, bắt chước người ta mà cũng chậm nữa. Rồi Sister Man phân tích câu số 3 để cho thấy rõ hai trường âm đó là như thế nào. Alo Sister Man đâu rồi? Alo, dạ, câu alo.
Alo, 123, 123, Thích Thầm An ơi. Xin Nhật Quỳnh nhắc nè, đừng có alo. Bởi vì alo là rớt mic. Bây giờ cầm mic nói chuyện, đừng có alo vậy nè. Rồi, đưa tay lên. 123, Thích Thầm An. Hay là câu này khó quá rồi, giả đò alo, alo, cho nó rớt mic chơi vậy. Một, hai, ba. Dạ. Câu số câu tắc thà chề măng cú dồn hồ tí. Chữ tắc là trường âm nhấn, chữ thà là đoạn âm, chữ chê là trường âm thường, chữ măng là trường âm thường, chữ cú là đoạn âm, chữ vô là trường âm thường, chữ hô là trường âm thường, chữ tí là đoạn âm. Dạ, con xin hết. Đúng quá rồi bà con ơi à, thấy câu này khó nè, phân tích này nó không được nè, trên này mới nói alo rồi thả mic luôn nè à, chữ tha là một nè, chữ măng là hai nè, rồi chỉ vô chữ hô nữa, mà phân tích cái kiểu này thì chắc là khổ đế lắm rồi à. Tại sao mà coi như chiếc Christina tặng hoa nhiều như vậy ha, chiếc kim bữa nay là giảm hoa nè, chiến canh hoa như vậy là giảm mà. Mấy bữa trước là hoa nhiều lắm đó. Rồi nhận thấy rằng chữ tha mà đọc là chữ tha ha. Rồi, mà nói là đoán âm nữa thì thấy khuyến khích cái gì, đọc sai thì nói sai chứ, sai mà còn có giải khuyến khích nữa, như vậy thì làm sao người ta giỏi được hả? Alo, xin mấy ta ơi, chỉnh là chỉnh dùng xin cho mẹ đi. Alo, mời xin mấy ta. Xin mấy ta làm sao để cho xin cho mẹ biết rằng mình đọc như vậy là không được đúng lắm, mới đúng hơi hơi, nhiều nơi đúng nữa. Rồi bây giờ mời xin mấy ta chỉnh dùng cái câu số 3 để cho xin cho mẹ coi như là thấy rõ một chút. Rồi chị mê ta cũng chẳng có tâm từ gì hết, mời mà không chịu lên à, rồi chắc bận rồi ha. Alo, đây coi chị Kim chị Kim nhận định rõ ràng chữ tha mà đọc là chữ tha nè, là đoạn âm nè. Sĩ Kim lên làm sao để cho System Man thấy được cái lỗi của mình à, rồi Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Tại vì cụ rung quá rớt rớt đó, tại nói có người nói đừng có hello, hello là bị rớt mất. Thành ra cổ không dám hello, chỗ nó ngắn gọn rồi đi xuống, thành ra nó thiếu một chút vậy thôi. Nhiều khi lên đọc không thấy 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 chữ không rõ đấy sư, đọc lộn. Người ta nói đọc lộn đọc lại, sai thì sửa, thiếu bỏ vô thêm, sẽ kéo lên sư. Quê làm lại. Nhưng mà con thích nhất trong cái câu này, con thích nhất là câu số 5 đó. Mà sao sư không kêu con câu số 5 mà sư kêu câu số 3? Thôi con cũng làm đại luôn. Thôi con đọc câu số 3 phân tích đi, cho phe ta cho được vui vẻ. Tắc tha chề măng khu dồ hồ tí. Tắc tha chề măng khu dồ hồ tí. Tắc là trường âm ngắn, tại vì nó đi sau sau nó là chữ A, đi sau nó là hai cái phụ âm. Thá chứ không phải là tha, là đoản âm. Chê là trường âm thường, tha là trường âm thông thường. Măng là trường âm nhấn, tại vì nó có hai phụ âm, là phụ âm N có một ruồi chứ chữ K. Còn chữ khú là đoản âm. Vô là trường âm thường, hô là trường âm thường. Ai quên trường âm thông thường, vô hô là hai trường âm thông thường. Còn bị nhiễm nhiễm của the man 45 để đấy sư. Chữ chữ tí là đoản âm. Trong câu số 3 này nó chỉ có hai loại trường âm thôi. Trường âm thông thường có ba là tha sa nô câu số 3 hả?
Trường câu số 3 chị con lộn. Còn coi câu số 1, câu số 1, số 2 học. Trường trường âm thông thường có 3 là che vô hô. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm nó không có cái nào có một ruồi ở trên hết, nó có một ruồi mà nó không phải. Nó một ruồi này là một ruồi này không có quớt. Trường âm ngắn là có hai là tắc và măng. Trường 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 con gọi là trường âm thông thường có ba là che vô hô, trường âm đọc theo giọng nguyên âm là zero, trường âm ngắn có hai là tắc và măng, và đoạn âm có ba là thá khú tí. Ủa phải không, khá thú tí ba thá khú tí, dạ đúng rồi, dạ the man phê ta cười kìa. Con thích nhất là câu số 5 đấy sư. Mà coi không ai làm câu số 5, con sẽ hy sinh. Hương ra là dũng cảm lên làm câu số 5, là số câm, câu số 5 là dư nhất đấy sư. À, còn có sai con sửa, con có sai thì sư sửa, con xin trả máy lời để sư nói con. Lần nào nó lên nó cũng phải nói qua nói lại, đúng là mỏ nhọn. Không phải mỏ nhọn, không phải là sư, là đệ tử của sư Chí Đức. Hồi con trả máy lời con trả lại cho sư đời. Sĩ Kim nói như vậy, Sĩ Man tiếp thu được không? Hay là nghe nói nhiều quá rồi tôi quên hết rồi hả? À, bảo lên phân tích câu này mà rào trước đón sau ha. Rồi Sĩ Man cũng nói phê ta, phê ta. Bây giờ mời Sĩ Man lặp lại coi phê ta có thiên vị hay không? Hay là phe ta rồi cũng chất quốc nữa, nói nhiều quá rồi cái vô lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia. Rồi Thích Tâm An phân tích lại câu số 3 coi có giống như là phe ta hay không, mà phân tích sai là phe địch nha. Dạ con chỉ đọc, con thấy con đọc chỉ đọc sai chữ tắc thầy, tắc tha chề măng cu dồ hồ tí, thì chữ tắc là trường âm nhấn, chữ thá là đoạn âm, chữ chê là trường âm thường, chữ măng là trường âm thường, chữ cú là đoạn âm, chữ vô là trường âm thường, chữ hô là trường âm thường, chữ tí là đoạn âm, con chỉ sai cái chỗ phát âm thôi mà sư. Dạ con hết. Alo, Sĩ Kim thấy phe ta hay phe địch? À, giữa phe ta hay là phe địch? À, như vậy mà coi như nó phe ta sao được ha? Nghĩa là để phân tích để cho Sĩ Kim theo dõi. À, mà Sĩ Kim nói rằng Sĩ Man phân tích sai một từ, Sĩ Man nghĩ sao? À, sai một từ. À, có nghĩa là hai trường âm nhấn mà mới nói chỉ có một thôi. Ba trường âm thông thường chính xác, hai trường âm nhấn nói đúng một trường âm, còn một trường âm là chữ măng. Chữ măng thì Thích Tề Man nói trường âm thông thường đó. Cái này tại tại sao biết không? Tại vì mình coi thường cho nên mới gọi là thông thường, chứ nếu mà chú ý một chút thì đâu phải là trường âm thông thường. À, ở đây trong đạo tràng này Thích Tường Man á, nghĩa là đọc và Pali đọc rất là nhanh. À, nhưng mà khi phân tích á, lại coi như là bị bóp. Rồi cố gắng nha. À, đọc chậm chậm chút. Rồi xin Nhật Quỳnh cái ý kiến xin mời. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con thành kính đảnh lễ Ngài Đức. Cường cho tâm đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cho con thắc mắc cái chữ đầu tiên đó bạch sư. Mình phát âm sao cho đúng bạch sư. Dạ mình phát âm là chữ tát hay là chữ tắc. Dạ con kính bạch Ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ.
Alo, chữ tắc hay là chữ tác nó cũng đều là trường âm nhắn. Cái quan trọng ở đây chúng ta đọc kéo dài. Thì bây giờ theo địa phương ha, dòng Huế, dòng Bắc, rồi dòng Nam, thì trong cái âm giọng mỗi chỗ đều khác nhau theo cái địa phương tính. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ này trường âm hay đoạn âm. Nếu mà chúng ta kéo dài thì đó là một trường âm, mà sự kéo dài của chúng ta biết nó là trường âm gì để chúng ta ghi nhớ. Và khi chúng ta có một sự ghi nhớ như vậy, nghe người ta đọc mình có thể viết lại chính xác. Thế còn nếu mà chỗ này đọc là tá thì chúng ta hiểu đó là đoạn âm, mà tắc hay là tá thì nó cũng là một trường âm nhấn. Ví dụ như trong cái lối thơ của ngài Giới Đức thấy âm hưởng miền Huế nhiều lắm. Chữ Vinh, chúng ta thấy chữ Vinh đó, thấy nó ở trong Nam ít có người, hoặc là ở những cái nơi khác ít có người hiểu chữ Vinh đó là như thế nào. Thì thôi, cái điều quan trọng ở đây là chúng ta biết chữ tát tha, tát tha có nghĩa là ở đó, ở nơi ấy, ở nơi đó. Thì chữ tát đó thì chúng ta biết cái ý nghĩa nó là như vậy. Thì cái điều quan trọng ở đây là chúng ta biết nó là một trường âm là tốt ha. Chứ đừng có quan trọng mà phải là tắc, phải là tát. Bởi vì mỗi quốc gia nó có một cái giọng đọc khác, nhưng mà chúng ta phải giữ vững trường âm, đoạn âm. Thì đi đâu chúng ta cũng tự mình kiểm soát nó chính mình. Nhất là khi chúng ta nghe cái giọng vali đó, chúng ta có thể đoán ra cái giọng đó chạy chạy lai lai, nhưng mà nó là trường âm, nó là đoạn âm. Chúng ta quan trọng là chúng ta nắm vững được cái căn ngữ của nó thì sao cũng được hết ha. Rồi cái vấn đề như trong Ân Đức Pháp Bảo, quý vị nhớ câu cuối cùng: Bát chát tăng huê đi tắp vô quỳnh nhù hí, tức là tự mình với cái trí tuệ của chính mình nhận ra cái sự thật, mình nhận ra được cái chân lý, nhận ra sự đúng sai. Thì cái ân đức của Pháp Bảo, cái câu cuối: Bát chát tăng huê đi tắp vô quỳnh nhù hí, tức là do cái trí tư. Rồi xin mê ta bằng công việc, rồi xin rời rùm. Rồi như vậy là câu số 3 thông qua ha. Xin tầm anh nhớ ha, chữ mong này là một trường âm nhắn chứ không phải là trường âm thông thường ha. Rồi bây giờ câu số 4: Ba rê sằng ba na phù cha nề, ba rê sằng ba na phù cha nề, ba rê sằng ba na phù cha nề. Câu này bây giờ không hỏi đạo tràng mà hỏi riêng Sister Man. Sister Man bây giờ đưa tay phân tích câu này, tự mình nghĩa là coi ngộ lấy không thầy chỉ dạy đi, tức là tự mình mày mò tìm ra coi như đúng sai trong câu số 4, cái đó là mới thực tài ha. Chứ còn hồi nãy là Sister Kim cứ thọc lét hoài làm Sister Man rối. Rồi mời Sister Man ha, câu số 4. Dạ, cái câu này là chữ là ba đề sằng ba nạp hồ giá nề. Dạ, cái chữ ba là đoạn âm, chữ rê là trường âm thông thường, chữ sằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ba là trường âm thường, chữ ná là đoạn âm, chữ hô là trường âm thường,
chữ giá là đoạn âm, chữ nê là trường âm thường. Dạ, cái câu này phải đọc là ba rê sang ba ná, ba ná vô giá nê. Dạ, con xin hết. Alo, Sister Man, giỏi quá trời ơi. Này, đừng có ai nói gì hết á. Để tự Sister Man bình tĩnh phân tích như vậy còn gì để mà nói ha. Tại Sister Kim cứ hay chọc làm cho Sister Man rối. Phê ta phê địch cái gì? Mới tự mình coi như là nhìn vô đó. Chữ ban á sao ban á cũng được vậy ta, tự mình sửa lấy rồi nhìn vô đó, tự tin nó chính mình thành công. Như vậy thì câu số 4 thì bạn giải quyết vậy, còn có ai thắc mắc gì không? Sĩ Sú Khá nè, sĩ Nhật Quỳnh nè, rồi sĩ Kim, trời ơi tán thán vậy còn cái gì nữa ha. Vô quá nhỏ mà có vỏ, đúng rồi. Như vậy câu 3, câu 4, nhất là câu 4 này, có ai thắc mắc không? Dầu đọc đó có sai nữa, nhưng mà khi phân tích lại từng từ thì chúng ta thấy nó là trường âm, đoạn âm rõ ràng. Rồi, câu 3, câu 4, sau khi phân tích xong, quý vị sẽ nghe lại cái giọng đọc nó liên lạc với nhau giữa hai câu này ha. Câu 3, câu 4. Ta tha về bằng cú vô hồ ti ba rè sằng bà na phù cha nè. Ta tha chê bằng cú vô hồ ti ba rè sằng bà na phù cha nè. Ta tha chê bằng cú vô hồ ti ba rè sằng bà na phù cha nè. Rồi, bây giờ đến câu số 5. Na so di wa wa rap ting wa. Na so di wa wa rap ting wa. Na so di wa wa rap ting wa. Câu số 5 theo sự yêu cầu của Sĩ Kim, có ý kiến thế nào về câu số 5? Alo, Sĩ Kim, có ý kiến thế nào về câu này? Dạ, con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Trước hết, còn cái câu này, cái âm hưởng của nó lúc mà phân tích trường âm, đoạn âm, nó có gợi cho con nhớ một chuyện khi con hồi nhỏ đó. Mà nếu con nói ra đó, mà sư đừng có la con thì con mới nói, còn không thôi con không nói. Vậy con kể về chuyện này thế nào trong đậu tràng, người ta cũng cười đó, có người cười lăn bụng ra luôn, được cái bụng ra luôn, rớt cái ghế luôn đó sư. Nếu mà sư cho phép con đừng có gầy con thì con sẽ kể cho nghe, còn không thôi con phân tích bình thường thôi. Vậy thì xin bấm chữ lên, sư nói tới luôn bắt tài thì con sẽ kể, còn thôi là con sẽ phân tích thường thôi. Có hai người nghe rõ thì đủ rồi đó. Na so di wa wa rắc tình wa. Coi ăn cháo lương. Cháo lương là cháo gì trời? Nghe nói người ta cháo đậu nè, nghe nói cháo đậu nè, cháo trắng ăn với hột vịt muối, dừa mắm, tùm lum. Có ai nghe nói cháo lương bao giờ đâu, chưa bao giờ, nhỏ lớn vô trong đây mới nghe chữ cháo lương, không biết cháo lương là cháo gì. Cháo lương là nấu cái cháo có ăn lương, nó ăn lương mà bỏ vô trong nấu hay sao? Mà chưa bao giờ nghe cháo lương chưa á. Luôn là vụt, vụt là cái gì? Vụt là bỏ hả, biến đi hả? Trời ơi, chữ vụt này còn cháu vụt. Ôi trời, không biết, không hiểu. Thôi để phân tích đi. Cái chữ Việt Nam thần kỳ quá à. Đừng có cố quá thành quá cố. Ôi, học nhiều thứ trong đây lắm. Bây giờ đọc tới câu 1, 2, 3, 4, 5. Tới 6 câu, những muốn lưỡi mắt luôn để đọc lại rồi phân tích sao. Ná sô đi qua, qua rắc tin qua. Ná là đoạn âm, sô là trường âm thông thường,
Đí là đoạn âm, qua là trường âm thông thường. Qua trường âm thông thường nó rất là, này là trường âm ngắn nha, nhớ không, domain 45. Hai đoạn âm TT phía sau đó nha. Tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tại vì nó có một ruồi. Chữ măng trên kia nó cũng có một ruồi, nhưng cái chữ măng đó thì nó có chữ ca nữa, có hai đó thì nó về trường âm ngắn thì nó mạnh hơn. Nếu nói trường âm đọc theo giọng nguyên âm là không phải nghe, nhắc cho nghe, nhắc cho phe ta nghe. Còn chữ qua nữa là trường âm thông thường. Nói túm lại, cái câu số 5 này nó có đầy đủ ba loại trường âm. Trường âm thông thường có bốn là xô, qua, thấy không? Còn thích nhất là ba chữ qua đó sư. Xô, qua. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm một là tinh, trường âm ngắn là rap, đoạn âm có hai là ná, ná và đí. Dạ, cái chữ qua nhiều, con nhớ hồi xưa đó sư. Con nhớ con thích coi mấy phim hề đó, con không biết là con nhớ là bốn ông phi thòn khả năng tùng lâm vậy con không nhớ. Nhưng có một ông hay nói hồi tiếng chữ qua này, tiếng Việt Nam mình nó có nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như hôm qua nói qua mà qua không qua. Bữa nay qua nói qua không qua mà qua. Mà nếu trọng hôm qua nói với em qua không qua mà qua. Bữa nay qua không nói qua mà qua. Còn nếu mà nói danh nó nghe vui lắm. Hôm qua nói qua mà qua không qua. Bữa nay qua nói qua không qua mà qua. Hôm qua nói qua không qua mà qua mà không qua mà qua. Qua không cũng vui lắm á sư. Cái này á, nếu mà đọc nói mình nói mà phân tích diệu pháp á thì đó không có người cười hết chưa. Thì á, đó là cái tưởng chi của con, cái thứ chữ qua là làm con nhớ. Cái thường cặn y duyên của con là thích chuyện tiếu lâm vui, hồi nhỏ lớn chỉ con coi phim phim hề không, thành ra mấy cái này con nhớ con thuộc. Khi mà con thấy qua này, hôm qua nói qua mà qua không qua, bữa nay qua nói qua mà qua thì làm cho con nhớ cái đó. Thì cái tánh thường cặn y duyên của con thì thấy chữ qua này con nhớ đến cái âm thanh mà vui vẻ, tức là nó là trưởng duyên của con làm cho con nhớ lại. Thì con nhớ lại thì con thấy là cái thường cặn y duyên của con là chuyên môn nhớ chuyện tiếu lâm không à. Thành ra con phân tích vậy đó thì con mới biết, thì lâu gặp lại thì con nhớ. Thì cái này cái tưởng tri thôi, mà tưởng tri nó nhiều khi nó đúng mà cũng nhiều khi nó không đúng. Nhưng đại khái là con cũng phân tích là cái bản tính con người của con là nó thích cái chuyện vui, nó nhớ mấy chuyện tiếu lâm nhiều hơn mấy cái chuyện khác. Dạ dạ con nói nhỏ người đó, thôi con trả lời để cho sư 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 giảng bài, để không sư sư la con nữa, mà sư có la cũng sao đâu, con biết trước rồi. Con xin trả máy lại nha sư. Alo, 123 123. Tức là cái câu số 5 mà theo yêu cầu ha, là thấy có ba chữ qua ha, với cái bản năng của mình ha, cái sự huân tập của mình là nghe nó qua là thấy vui lắm rồi ha. Nhưng mà cái vui này nên áp dụng đúng lúc, bởi vì câu này tương đối dễ đâu khó. Mà bây giờ giỏi như vậy mà chọn cái câu dễ, mà nó có những cái mà thích hợp với mình à. Nhưng mà cái này á, nếu mà ngày hôm qua giờ của Thượng Tọa Pháp Thanh mà coi như xích kim mà tham gia chiến đấu á, thì chương trình đâu có nghỉ sớm à. Chúng ta sinh hoạt ví dụ tới 6 giờ rưỡi nghỉ theo quy định của Ngài Liễu Tông ha. À, Ngài là một cái vị cao tăng mà coi quen bác. Bây giờ giấc của Ngài là 6 giờ rưỡi Ngài nghỉ, thì chúng ta cũng theo cái quy định của Ngài đi à. Thì nếu mà cái giờ của Ngài Pháp Thanh mà quý vị thấy rằng để câu giờ, thì những câu chuyện mà vui như xích kim mà đưa lên như vậy thì thấy làm gì mà chương trình nó phải nghỉ sớm. Thì quý vị nên hỗ trợ, tức là đúng lúc. Thì những cái chuyện mà vui như mà xích kim đưa ra như vậy, rồi lòng vào trong cái bài giảng của Ngài Pháp Thanh, thì chúng ta thấy cái thời gian nó qua rất là nhanh. Đáng lẽ cái câu số 5 này, ba cái chữ qua này, chúng ta sinh hoạt là khi cái giờ mà cái thảo luận á, chúng ta sinh hoạt thì nó có chất lượng hơn. Còn bây giờ mà chúng ta đi vào cái chỗ đó, nó làm cái chương trình nó loạn, phải không? Nó bị loạn đi.
Trên 22, sự phân tích của Chí Kim là tuyệt vời. Nạ sổ đi hòa hòa rắp tình hòa. Cái câu này đúng lại nè. Có ba loại trường âm này. Trường âm thông thường nè. Hòa, hòa, hòa. Và thêm một chữ sô nữa ha. Một cái sô mà nó đựng ba chữ hòa ha. Tức là cả nhìn có bao nhiêu? Bốn trường âm thông thường ha. Rồi trường âm nhấn là chữ rắp. Và trường âm đọc theo dạng nguyên âm là chữ tình. À, như vậy thì tất cả câu này là có 6 trường âm. Còn lại 2 đoạn âm đó chính là chữ ná và chữ đi. Một câu có 8 âm từ thì chúng ta tính gọn lại chính xác. À, như vậy thì phân tích như vậy thì quá gọn đi ha. Rồi chúng ta đi vô chủ đề để khỏi mất thời gian của đạo tràng ha. Ờ, còn ba chữ qua này à, trong cái dịch thảo luận à, chúng ta đưa ra vấn đề à, hôm qua nó qua mà hôm qua bữa nay nó qua mà lại bữa nay nó không qua mà lại qua vân vân à, thì đó là cái trường hợp mà tiếng Việt Nam mình rắc rối à, rồi bây giờ qua câu thứ 6 là câu chấm dứt nè. Samathin athigat chati. Samathin athigat chặt đi, sao mà thình á thi gan chặt đi, rồi Sisuka ơi, câu cuối cùng nè, để dành cho Sisuka nè, alo Sisuka, chắc thấy khó quá rồi, cái bỏ chạy chạy bỏ của chạy lấy người hả? Ồ, thấy đưa tay rồi. Alo. Dạ, con cảm ơn cô nhiệt tình cho con biết tín hiệu. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, con xin phân tích đoạn số 6 của câu kinh Pháp Cú số 249. Samathin athigacchati. Xá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, thinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hát là đoạn âm, thí là đoạn âm, gác là trường âm nhấn, chán là đoạn âm, tí là đoạn âm. Dạ, câu này cũng có đầy đủ ba loại trường âm. Trường âm thông thường có chữ ma, trường âm đọc theo giọng nguyên âm là có chữ thình, trường âm nhấn có chữ gác. Dạ, con đã phân tích xong rồi ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ, con kính thỉnh sư lên mic ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Sa thủ Sisuka. Sisuka đã kết thúc câu Phật ngôn 249 với câu số 6 Samathin Athigacchati. Câu này có đầy đủ ba loại trường âm ha. Mỗi loại trường âm đại diện cho cái loại trường âm của mình. Trường âm thông thường là chữ ma, trường âm nhấn là chữ gáp, và trường âm đọc theo dạng nguyên âm là chữ thình. Như vậy thì ba trường âm còn lại là năm đoạn âm: sa, a, thi, cha, tí. À, như vậy năm đoạn âm và ba trường âm. À, như vậy thì câu số 6 có ai thắc mắc gì không? À, không có ai thắc mắc. Vậy thì câu số 5 và câu số 6 sau khi phân tích xong, giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau qua hai câu này. Naso di wa wa rat ting wa samathin athigat chati. Naso di wa wa rat ting wa samathin athigat chati. Naso di wa wa rat ting wa samathin athigat chati.
Rồi, như vậy thì chúng ta cũng đã giải quyết xong trường âm, đoạn âm ha. Bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Đa đà ti huệ gia thà sát thần gia thà bát xà đa năng chát lô tát 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 tha huệ bằng phu dồ hồ tí bá về tầng bà nó phổ cha nề nó su đi hòa hòa gấp tình hòa sắp mà tình á thi gấp chật tí. Ôi như đọc bị bắt rồi ha. Bây giờ đọc lại nhiều quá. Đa đà ti huệ gia thà sát thần gia thà bát xà đa năng chát lô tát tha huệ bằng phu dồ hồ tí ba rề sằng bà nắp phổ cha nề na sô đi hòa hòa rắc tình hòa sa mà thìn á thi gắt chật tí. Đa đà ti huệ gia thà sát đằng gia thà bát xà đa năng chát lô tát tha huệ bằng phu dồ hồ tí ba rề sằng bà nắp phổ cha nề na sô đi hòa hòa rắc tình hòa sa mà thìn á thi gắt tí. Chê không phải huệ, chỗ nào chê tát à, chữ huệ là quả vậy à, đúng vậy. Còn chữ chê có nghĩa là nếu à, chữ chê có nghĩa là nếu, một đây chữ huệ quả thật đúng vậy à, thì cái câu này câu số 3 hả à, đây câu số 3 do chính tâm hỷ tâm là người mới vô tí ở đây ai bất mãn à, cái này chữ chữ huệ quả thật đúng vậy ở đây ai bất mãn, đọc luôn ha. Và vậy cũng có người theo dõi nè à, chứ không phải là coi như à, mấy sư là cái gì cũng đúng hết nè, đâu phải là làm thầy cái gì cũng đúng, mà đây không phải là thầy nha, chẳng qua chúng tôi hướng dẫn trên cách đọc thôi. Thôi đọc luôn hay đọc lại có gì đâu, bây giờ đọc lại ha. Rồi đó là theo sự yêu cầu của Sức Kim ha, bây giờ đọc lại nha, để đưa bài lên đó cha. Đa đà ti huệ gia thà sát thần gia thà bát xà đa năng chát lô tát tha huệ bằng phu dồ hồ ti ba rề tầng bà na phổ cha nề na sô đi hòa hòa rắc tình hòa sa mà thìn á thi gắt cha ti. À, đọc lại ha. Đa đà ti huệ gia thà sát thần gia thà bát xà đa năng cha lô tát tha huệ mằng phu dồ hồ ti ba rề tầng bà na phổ cha nề na sô đi hòa hòa rắc tình hòa sa mà thìn á thi gắt cha ti. Thêm lần nữa cho chắc âm. Đa đà thi huệ gia thà sát thần gia thà bát xà đa năng chánh độ tát tha huệ mằng cu dồ hồ ti bá rề tầng bà na phổ cha nề na sô đi hòa hòa rắc tình hòa sa mà thìn á thi gắt cha ti. Do tín tâm hỷ tâm là người mới vô thí, ở đây ai bất mãn người khác được ăn uống, người ấy ngày hoặc đêm không đạt được tâm tịnh. Rồi xin mời có hai người tranh giành nhau, một là Shishuka, hai là Shikim à, không biết ai đưa tay trước. Rồi Shishuka thắng, Shikim thua. Hello, alo. Alo, alo. Dạ, cảm ơn cô Nhật Bình. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Mà giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính định lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư Tăng. Con kính hành lễ thượng tọa Chí Đức cùng chư tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin tranh thủ đọc trước ạ. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 249. Đa đà ti huệ gia thà sát thằng gia thà pháp xà đa lằng cha lô tát thát huệ màn cũ dù hồ tiếp bát xê lê sằng cà la phù cha lê na số đi hòa hòa giáp tình hòa sa ma thình a thi gác cha tí. Dạ, câu này đọc cũng hơi khó khó và dài dài đấy ạ. Đà
Đa đà ti huề ra thà sát thình ra thà pa sa đa lằng cha lô tát thách huề mằn cúc đồ hồ tiếp pa dề sằng pa la phồ cha lề la số đi hòa hòa ra tình hòa sa mà tha sa mà thình a thi gác cha tí đa đà ti huề ra thà sát thằng ra thà pa sa đa lằng cha lô ta tha chỉ quê mằn cu dồ hồ tít ba dề sằng pa la phồ cha lề na số đi hòa hòa gia tình hòa sa mà thình a thi gác cha tít đã còn đọc lại lần nữa đa đà ti quê gia thà sát thằng gia thà pa sa đa lằng cha lồ ta tha quê mằn cu dồ hồ tít ba dề nằng pa la phù cha nề na số đi hòa hòa gia tình hòa mà thình a thi gác cha tí đa đà ti huề gia thà sát thằng gia thà pa sa đa lằng cha lô tát tha huề màn cu dồ hồ tí pa dề sằng pa na phù ba la phù cha đề na số đi hòa hòa gia tình hòa sát mà thình a A thi gác cha tí đọc nghẹo cả lưỡi dạ con xin dịch do tín tâm hỷ tâm loài người mới bố thí ở đây ai bất mãn người khác được ăn uống người ấy ngày hoặc đêm không đạt được tâm tịnh đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu dạ con xin xuống mic ạ dạ bây giờ con mời cô Kim lên mic ạ nẹo hết cả lưỡi đói hết cả bụng Dạ, con xin kính chào sư giới đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin sám hối với sư, con cái chữ sai chữ C với chữ C đó, nhờ con nói lên thì con mới biết con viết sai. Tại lúc mà sư nói lên lúc đầu tiên á, con coi lại á, thì cô Nhật Quỳnh đem đánh lên hai câu hai lần. Từ trong đó thì sư chọn cái câu câu thứ hai có chữ quê đó, nhưng mà cổ đánh là chữ chữ chê. Thành ra con biên vô chữ chê, thành ra con nhớ là chữ chê thôi. Đó lúc mà sư đọc quê đó thì con thấy là sai thôi. Nhưng mà con coi lại mấy cái khúc sau mà sư đánh đó thì là chữ quê chứ không phải chữ C. Mà lúc cô Nhật Quỳnh đánh lên đó, lúc mà đầu tiên để chọn cho có hai câu để sư nói hai câu nào cũng được hết, nhưng mà sau cùng sư chọn câu số 2 đó, thì nó có 8 từ đó, mà cổ đánh là chữ chê chứ không phải là chữ quê. Dạ thôi chuyện nhỏ như cái vỏ con biết rồi, con sửa lại con đọc ha. Hồi nãy con đâu có đưa tay đâu, con biết cô đó cô xuống khá đú khá là cổ đói bụng mà thế nào cổ lên cho cô đọc trước đi để cô kiếm đồ cô ăn à. Dạ bây giờ con đọc bài này nó tới 6 câu rồi, phải đọc lấy 2 3 hơi mới nổi được à. Dạ thôi con xin đọc câu Pháp Cú 249 một hai ba Xú khá cười hi đờ men được cái bông hồng có mình cô Nhật Quỳnh nó nói nghe rõ à. Chắc hai người không biết nghe rõ hay vẫn biết là kệ đi, ba người đánh lên là chắc có ba người nghe rõ rồi đó. Nặng nặng lên đọc đọc chưa ngồi nói nhiều chuyện nó mới ngọn. Đa đà ti huề dắt thà sắc thằng dắt thà phát xà đa nằng cha nộ tắc tháo huề mằng khu dồ hồ ti pha rề sằng bà na bồ cha nề na sồ đi hòa hòa rắc tình hòa sa mà thình a tí gắt cha tí đa đà ti huề dắt thà sắc thằng dắt thà phát xà đa nặng cha nộ tắc tha huề mằng khu dồ hồ ti pha rề sằng bà na bồ cha nề na sồ đi hòa hòa rắc tình hòa sa mà thình a tí gắt cha tí đa đà ti huề dắt thà sắc thằng dắt thà phát xà đa nặng cha nộ tắc tha huề bằng khu dồ hồ ti pa rề sằng pa na bồ cha nề na sồ đi hòa hòa rắc tình hòa sa mà thình a ti gắt cha tí đa đà ti huề dắt thà sắc thằng dắt thà phát xà đa nặng cha nộ tắc tha huề mằng khu dồ hồ ti pa rề sằng bà na bồ cha nề na sồ đi hòa hòa rắc tình hòa sa mà thình ắt ti gắt cha tí
Do tính tâm hỷ tâm, loài người mới bố thí, ở đây ai bất mãn, người khác được ăn uống, người ấy ngày hoặc đêm không đạt được tâm định. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sao con không thấy sự cho bông qua gì trơn nhỉ? Xú khá, rú khá có rồi. Rồi con xin phép ba cái bông gì đó không biết nữa. The man 45 cho 4 cái bông, cho 10 cái đi cho nó nhiều nhiều. Thôi con có đọc sai thì xin sư sửa, con xin trả máy và nhường máy lại cho người khác ạ. Alo. Dạ, cho con xin trả bài câu Phật ngôn số 249, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Do tính tâm hỷ tâm, loài người mới bố thí, ở đây ai bất mãn, người khác được ăn uống, người ấy ngày hoặc đêm không đạt được tâm tịnh. Đa đà tí về giác thà sát thằng, giác thà bác sát, bác sát đà nặng giác nồ, tắc thà về mằng khu dồ hồ tí, ba đề sằng ba na hồ giá nề na sồ đi và rắc tình và sa mà hình a chi gắt chà ti đa đà ti về giác thà sắc thằng giá thà ba xà đa nằng giá nồ tắc tha về mằng cú dồ hồ ti ba đề sằng ba na hồ giá nề na sồ đi và rắc tình và sa mà hình a chi gắt nhà chà ti đa đà ti về giác thà sa hằng giác thà ba xà đa hằng giác nồ tắc tha chề mằng cú dồ hồ tí ba rề sằng ba na hồ giá nề na sồ đi và rắc tình và sa mà hình a thi giác chà tí. Dạ con xin hết. Dạ sa thú kính cảm ơn Sích Đà Man. Dạ còn một lần nữa thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ con xin được trả bài Cao Pháp của kinh số. Gia đà ti về gia thà sa thằng gia thà ba sa đa năng cha nô ta tha quê mạnh cu dồ hồ ti ba rề sằng ba na hồ cha nề na sồ đi qua qua rạt tình qua sa ma thình a thít ga cha ti gia đà ti về gia thà sa thằng gia thà ba sa đa năng cha nô ta tha quê mạnh cu dồ hồ ti ba rề sằng ba na hồ cha nề na sầu đi qua hòa ra tình và sa mạ thình a thi ga cha ti gia đà ti về gia thà thằng gia thà ba sa đa năng cha nô tạt tha về mạnh cu dồ hồ tiếp ba rề sằng ba nắp hồ cha nề na sầu đi qua hòa ra tình và sa mạ thình a thi ga cha ti do định tâm hỷ tâm loài người mới bố thí, ở đây ai bất mãn, người khác được ăn uống, người ấy ngày hoặc đêm không đạt được tâm tịnh. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Gia đà ti về gia thà sa thằng, gia thà ba sa đa năng cha nô tát tháp quê mạnh cu dô hồ tiếp ba rê sang ba na phô cha nê na sô đi qua qua ra tình qua sa ma thình a thi ga cha ti gia đà ti quê gia thà sa thằng gia thà ba sa đa năng cha nô tát tháp quê mạnh cu dô hồ tiếp ba rê sang ba na phô cha nê na sô đi qua qua ra tình qua sa ma thình a thi ga cha ti.
Người ta bố thí do tin, do tâm hoan hỷ, hằng huynh pháp lành, có người đâu kỵ tỷ ganh, thức ăn, vật uống, dân dành tỳ kheo. Người như vậy rước khổ theo, đánh mất yên tĩnh lại đèo ác tâm. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Đạo Tràng. Bây giờ Xích Duyên có cầm mic được không Xích Duyên? Dạ, cảm ơn Xích, dạ, quên đã rồi, dạ. Nhưng mà như vậy là tốt lắm rồi. À, Xích Duyên tặng bông hồng, Xích Duyên có cầm mic được không? Hay đang mắc làm Xích Duyên? Rồi, mời Xích Duyên nha. Nam mô Phật Thầy, dạ, dạ con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin chào đạo tràng, dạ con chào cô Nhật Quỳnh, hôm nay đỡ bệnh rồi hả cô? Dạ con xin đọc bài ạ. Đa đà ti huệ gia thà sát thằng gia thà bát sa, xin con xin sám hối. Bát sa đa năng cha nô ta thà huệ mang cú yo hồ tị hồn tị ba rê sang ba về sang ba na po cha ne na so di wa wa ra tin wa sa ma ten a thi gat cha ti. Do tính tâm hỷ tâm loài người mới bố thí, ở đây ai bất mãn người khác được ăn uống, người ấy ngày hoặc đêm không đạt được thâm tình của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc lại lần nữa. Đa đà ti huệ giác thà sát thằng giác thà ba sa đa năng cha nô ta thế ta ta tha chê măng ca yô hồn thi ba rê sang ba na phô cha nê na sô di wa di vá tin wa sa na tin a thi ca cha ti. Người ta bố thí do tin, do tâm hoan hỷ hằng huynh pháp lành, có người đố kỵ tỳ ganh thức ăn vật uống dân dành tỳ kheo, người như vậy rước khổ theo, đánh mất yên tịnh lại đèo ác tâm của Hòa Thượng Thích Giới Đức vậy đó. Dạ con xin xuống mic ạ. Alo, 123, 123. Đây là một câu hơi dài. À, quý vị nhiều khi đọc không được tự tin. Một câu mà bốn hàng thì chúng ta chia làm hai. Câu sáu hàng như thế này thì chúng ta chia làm ba. Nếu mà chia ra như vậy, một lần chúng ta đọc hai câu thì chúng ta cảm thấy tự tin và thấy nó dễ. Dễ hay khó do mình có phương pháp. Quý vị thấy chúng ta đọc một hơi vậy rồi quý vị run, cứ bình tĩnh. Người ta đọc sao kệ người ta, nhưng mà mình phải tự chủ, mình phải tin nơi chính mình. Thì ví dụ như cái câu 249 này, quý vị đọc thế này thì cảm thấy rất là nhẹ nhàng và rất là tự tin. Đa đà ti huệ gia thà sát thằng gia thà bát xà đa năng cha nô tát tha huệ mằng cu yô hồ ti ba rê sằng bà na phù cha nề na sô đi hòa hòa rắc tình hòa sắp mà thình na thi gắt cha ti. Đa đà ti huệ gia thà sát thằng gia thà bát xà đa năng cha nô sát tha huệ mằng cu yô hồ ti ba rê sằng bà na phù cha nề na sô đi hòa hòa rắc tình hòa sắp mà thình na thi gắt cha ti. Quý vị đọc như vậy thì quý vị cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Và hai câu
thì quý vị thấy rất là tự tin. Tại sao chúng tôi đọc một hơi? Để quý vị nhận ra trong hai câu á, thì cái câu số 2, câu số 4 luôn luôn nó là những trường âm. Và quý vị cứ nghĩ tự do, nghĩ thoải mái và thấy rằng câu này dễ đọc chứ không phải là khó. Phải không? Rồi, bây giờ qua giọng kệ thì chúng ta cũng như vậy mà thôi. Quý vị chỉ chú trọng tới hai câu, đừng có đọc đứt đoạn. Dòng kinh thì quý vị cũng đọc hai câu, và giọng kệ thì quý vị cũng đọc hai câu. Mà một câu có tám âm từ thì chúng ta cứ chia ra làm hai. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng dầu có bài dài bao nhiêu kệ nó, quý vị chỉ biết đoạn đường dài thì chúng ta chỉ biết một bước chân của chúng ta mà thôi. Thì ở đây một bài kinh nào cũng vậy, chúng ta chú trọng hai câu, hai câu thì chúng ta sẽ đi tới đích. Rồi, dòng kinh như vậy là xong chưa? Có ai thắc mắc gì không? Quý vị có hơi sức thì đọc một hơi, còn không có hơi sức thì chia ra làm ba. Nhớ ha. Rồi, bây giờ trên dòng kệ cũng vậy thôi, hai câu. Đa đa ti quê và tha sàn thân và tha ba xa đà năng cha nổ ta tha quê măng cù vô hồ tìm bà rê tăng ba nào phu cha nể na sô đi hoa hoa ra tinh quang sa ma thinh á tì gan cha tìm đa đa ti quê và tha sàn thân và tha ba xa đà năng cha nổ ta tha quê măng cù vô hồ tìm bà rê sang ba na mô cha nê na sô đi hoa hoa ra tinh hoa sa ma tinh á thi gan cha tì do tín tâm hỷ tâm là người mới bố thí. Ở đây ai bất mãn người khác được ăn uống, người ấy ngày hoặc đêm không đạt được tâm tịnh. Rồi, bây giờ xin mời bàn tay của quý vị. Alo. Dòng kệ thì tương đối dễ hơn là dòng kinh ha. Rồi, bàn tay quý vị nha. Sa thủ con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức. Dạ, kính chào huynh nhã cha ra vừa vào đạo tràng. Dạ, giọng con khàn quá nhưng mà con cũng kệ luôn. Dạ, kệ mà thì cứ kệ luôn chứ giờ không thấy ai đưa tay hết. Dạ, anh xích chào men kệ được không? Được thì đưa bàn tay mình lên nha. Dạ, cứ kệ đại đi rồi sẽ rồi cũng sẽ thông thôi. Dạ, kệ đại đi nghe nè anh, kệ xong rồi là nó cũng có cũng qua, đừng có sợ, giống như mình đọc kinh gì thôi, có gì đâu, chỉ mình có giọng dài hơn chút thôi, tại vì đây không phải là mình thi giọng khác nên mình không có sợ. Dạ, mà mình lấy hết cái tâm của mình để vào câu kệ. Đây là lời của Đức Thế Tôn dạy, thì mình sẽ kể được thôi mà. Dạ, cái này cũng chỉ chia ra hai câu thôi đấy mà, nên không có gì đâu. Dạ, cứ cầm mic làm đại đi rồi sẽ xong rồi. Dạ, Nhật Quỳnh hồi xưa còn không biết cầm mic nữa kìa, không biết gõ chữ nữa kìa, mà rồi cố gắng thì cũng sẽ vượt qua được thôi. Nên bây giờ ai mà vào đầu tràng mà nói là không biết cầm mic, không biết này kia rung rồi là Nhật Quỳnh đã trải qua hết rồi. Nên Nhật Quỳnh kể xong rồi, các bạn cứ việc đưa tay lên kể đi. Mình chỉ nghĩ tới đây là lời Đức Phật dạy thì mình sẽ làm được hết à. Dạ, dạ con xin được kể ạ.
Dạ đa ti quê dạ tha sa thằng dạ tha ba sa đà năng cha nồ đã tha quê man cô vô hồ tỳ bà rề sang ba na phô cha nàng na sơ đi qua qua ra tiền qua sa ma thiên na thì ra cha tiền do tính tâm hỷ tâm loại người mới bố thí. Ở đây ai bất mãn, người khác được ăn uống, người ấy ngày hoặc đêm không đạt được tâm tịnh. Dạ đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ đa ti quê, dạ tha sa thăng, dạ tha ba sa đà năng cha nô. Đã tha quê man, cô vô hồ tì, bà đề sang ba, nà ô cha nề. Nà đi quá ra và sa ma a thì ga cha tỳ dạ đa ti quê dạ tha sa thằng dạ tha ba sa đa năng cha nồ đa tha quê man cô vô hậu tỳ bà rề sang ba na phô cha nề na sâu đi qua qua ra tiền qua sa ma thiên na thì ga cha tiền người ta bố thí do tin do tâm hoan hỷ hằng huynh pháp lành có người đậu kỵ tỷ ganh thức ăn vật uống dân dành tỳ kheo người như vậy rước khổ theo đánh mất yên tĩnh lại đều ác tâm. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Đàm Anh đưa bàn tay lên nha. Dạ, Nhật Quỳnh xin xuống mít. Dạ, kính mời Đàm Anh nha. Nam mô Bụt Thầy giá và con kính mình ngài trí đức đơn manh thì không dám thích duyên thì em ru và con xin thay mặt đạo tràng cùng thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy và ngài có còn trước máy không, ngài cho con một tín hiệu để con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy giá alo alo ngày mà không đến đạo tràng con dục mít bể ráng chịu luôn á, là ngày mai là đạo tràng không có mít sinh hoạt á. Dạ trong khi chờ đợi ngài trở lại đạo tràng, Nhật Quỳnh xin thông báo với đạo tràng là Nhật Quỳnh có được bài học của Huynh Kinh đã gửi cho Nhật Quỳnh và Nhật Quỳnh cũng đã cái không được nó kệ đại đi có gì đâu không được như mình đọc vậy thôi mà mình kéo dài một chút thì sinh viên chỉ cần chia ra làm hai một 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 đoạn thì đoạn đoạn số một đi a tí quê thì mình đọc nha đa tí quê chữ quê này mình kéo dài ra một chút rồi chữ giác tha sách thăng thì cũng vậy thôi đó thì mình đọc thì nó quen thôi chứ gì đâu chứ ai ai mới sanh ra mà biết đâu phải không, và cũng như là tiếng này là tiếng của Đức Thế Tôn mà đâu phải là ai cũng đọc được đâu, nhưng mà nếu mà mình nghĩ rằng đây là
lời dạy của Đức Thế Tôn thì mình cố học là học được à, Duyên ơi làm đại đi. Dạ. À, Nam mô Bụt Tha giá, dạ ngài trở lại đạo tràng chưa bạch ngài. Con thật lét riết mà không ai lên hết bạch ngài. Dạ, không có ai cầm mic hết. Ngài bận việc gì rồi? Ngài mất tiêu rồi. Hay là ngài đi ngủ rồi ngài? Hai ngày nghe tụi con kệ dở quá rồi ngài ngủ luôn rồi. Mà đâu có ai, có mình con kệ à? Rồi chắc ngài nghe dở quá hơn ngài ngủ tuốt luôn rồi. Nhất là ở chùa Ngọc Đạt hay quý vị. Nằm giống ở dưới cây cây cao xích xích cái là ngủ luôn. Còn kính dân bích đến ngài. Sa thú Thích Nhật Quỳnh à, hôm nay hù ha, hôm nay Thích Nhật Quỳnh hù thế cũng vui ha. À, không lên cầm mic này giục bể mic luôn. À, trời đất ơi, sinh hoạt cái gì mà cái mời người ta không lên là quê độ đòi giục mic bỏ chạy. À, quý vị tại sao có chương trình kệ như thế này? Kệ là một hình thức câu giờ. Chứ còn bây giờ nếu mà chúng ta sinh hoạt như thế này thuần về giọng kinh thì bây giờ làm sao thời gian ai cầm mic rồi sinh hoạt này kéo dài tới 7 giờ mà thời gian kéo dài 7 giờ là khoảng 10 năm rồi. À, chỉ có năm thứ 11, 12 này là chúng ta mới chuyển qua cái vấn đề kệ. Nhưng mà còn rút ngắn thời gian. Rút ngắn thời gian như vậy mà bây giờ mời lên sinh hoạt cũng là một cái vấn đề khó khăn. Thích Tề Ma nè, Thích Duyên nè, những người mới tới ha. Nhưng mà nếu mà đưa tay lên kệ là bảo đảm Thích Kim là thua, thua là cái chắc. À, Thích Kim chỉ được có cái nói chuyện nhiều thôi. Chứ còn mà lên mà sinh hoạt mà nè, dòng kinh thì đọc được ào ào vậy, nhưng mà quá dòng kệ mà nếu mà Sister Man nè, Sister Duyên mà lên kệ nữa là Sister Kim bỏ của chạy lên người liền, thua. Chỉ có hát những cái bản nhạc tưng 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 vậy thôi, vui vẻ thôi. Chứ còn mà bảo lên cầm micro những cái lời Đức Phật mà chúng ta an trú được trong đó thì phước biết bao nhiêu. À, dòng kinh thì chúng ta đọc đã chuẩn rồi, bây giờ qua giọng kệ để làm gì? Bởi vì chúng ta tâm đắc à, lời Đức Phật dạy quá chi lý. Nhưng mà để suy ngẫm có thời gian thì chúng ta không có nghiêm túc như giọng kinh, mà chúng ta kéo dài ra, miệng mình đọc nhưng mà tâm mình suy nghĩ ý nghĩa lời dạy của Đức. À, miệng đọc tâm suy à, như vậy thì cái vấn đề chúng ta sẽ nhớ lâu hơn. Chứ không phải quý vị nghĩ rằng kệ là cái dòng hù quảng, cái dòng kể lương, cái dòng coi như là nó làm cho người éo lả, nó làm cho người nó yếu đi. Không phải vậy đâu. Kệ tức là không cần người khác tặng hoa tán thán, mà kệ là một hình thức chúng ta dùng tất cả cái tấm lòng của chúng ta hướng về bài kệ đó. Ai khen cũng kệ, mà ai chê cũng kệ. Chúng ta đọc và chúng ta cảm thấy là ồ, tự mình vỗ tay khen mình hay quá. Bởi vì mình đọc cả tấm lòng của mình trong đó mà. À, cho nên quý vị khi tập đi. À, bây giờ tập bằng cách rằng có đạo tràng đông quá mất cỡ, thôi về nhà mình ê a một mình đi ha. Quý vị tập một thời gian đi. À, như Sĩ Tâm Pháp á, có một cái giọng kệ tuyệt vời. À, rồi nhất là cái bài Thỉnh Pháp Sư. À, Sĩ Tâm Pháp đã học được cái tuyệt chiêu của Sĩ Maha. Và khi mà chúng ta đọc được như
Dạy thấy rằng mình rất là tự tin, là đi đâu cũng vậy. Mình buồn mình nhớ lại những lời Phật dạy, mình ngâm nga bằng hình thức kệ, thì cái tâm mình cũng an trú trong giáo pháp vậy. Ngại cái gì? Sick the man mà đưa tay lên kệ cái là sick kim là vậy, cũng bắt chước kệ theo cho coi. Cố lên đi, bao năm trước sau gì chúng ta cũng chết cả, không ai sống hoài. Nhưng mà trước khi chết mình cũng biết ngâm nga an trú trong những lời dạy của Đức Phật ha. Mình cũng kể lên một bài này bài kia, tức là các vị A La Hán trước khi nhập diệt cũng nói lên cái chánh trí của mình qua những cái bài kệ mà mình tâm đắc theo cái pháp môn nào đó. Hoặc là các vị tổ mà trước khi nhắm mắt lìa đời cũng để lại cho đệ tử những bài thơ, những bài kệ nói lên cái sở trường, sở đoản trong cái sự tu tập của mình. Thì kệ là một hình thức cô động mà chúng ta cần phải có thời gian suy nghĩ. Chứ còn đọc dòng kinh thì nghiêm túc, trang nghiêm, thì chúng ta phải biết cái giọng nào theo giọng nào. Thì mong rằng quý vị cứ mạnh dạn, bởi vì thừa thắng xông lên sẽ thành công. Còn mà chúng ta cứ rụt rè, chúng ta cứ e ngại, chúng ta cứ giữ kẻ, sợ, sợ cái gì? Mình sinh hoạt đây là một cái đạo tràng mà tự do tín ngưỡng mà, tự do ăn nói, ngôn luận mà. Thì bây giờ quý vị ngại gì? Chẳng qua là quý vị sợ là mình nói bậy thôi. Còn bây giờ mình nói đúng theo cái tiêu đề, theo cái chủ đề của đạo tràng đưa ra thì mình ngại cái gì? Cho nên quý vị cứ mạnh dạn, nhất là hỗ trợ những vị giảng sư như thường gọi Pháp Thanh. Cái chủ đề nó cô động thì mình phải bung ra, bung ra để mỗi người một ý kiến, và sự sinh hoạt nó sẽ cởi mở, nó sẽ linh động hơn. Còn bây giờ thường tỏ Pháp Thanh đưa ra một cái chủ đề như vậy khô khan thì chúng ta phải thêm dầu, thêm mỡ vô chứ. Một cái nồi canh mà nếu nó ngon á thì phải có gia vị, thêm mắm và muối. Chứ còn bây giờ nồi canh mà nấu theo công thức như vậy đâu có ngon. Chúng ta phải thêm cái này, thêm cái kia, để rồi cái nồi canh nó mới hoàn hảo. Thì một cái đề tài của một vị giảng sư đưa ra cũng phải có những trường hợp phản biện, có mà không, không mà có, để rồi qua nhiều ý kiến chúng ta mới tiếp thu được sự thật. Bởi vì cá tính mỗi người mỗi khác, không ai giống ai hết. Người đưa ra ý kiến này, người đưa ra ý kiến kia, càng nhiều ý kiến như vậy thì cái vị giảng sư mới đúc kết được cái chương trình, và cái đề tài của vị giảng sư mới được phong phú chứ. Biết rồi, nhưng mà nếu mà Sít Kim mà đưa thêm ý kiến như ngày hôm nay nữa, tức là trong cái giờ mà mình sinh hoạt á, phân tích về trường âm, đoạn âm thì phân tích xong, thì tới giờ này lại giờ có ý kiến nè. Rồi, mời Sít Kim. Giờ này đang cần ý kiến của quý vị nè. Quý vị có nghe nói, nghe Sĩ Nhật Quỳnh nói không? Ông mai cầm micro thì coi như dục bể luôn, ngày mai khỏi sinh hoạt. Nó thấy sinh hoạt biết cũng phải nổ khùng đi chứ. Có người cầm được micro là mình cũng mừng lắm chứ. Rồi bây giờ có ý kiến gì không? 4 phút nữa nè. Alo, Sĩ Kim. Cái này chỉ cô động thôi nghe, chỉ nói chuyện được 4 phút nữa thôi, nói nhiều cũng không cho nói. Nó bây giờ sợ rồi ha, cũng phải biết dừng lại. Bởi vì cái gì đúng lúc đúng thời thì tốt, mà nếu mà cái đó là đúng nhưng mà phi thời nó cũng thành ra sai. Cho nên quý vị quan nghĩ, tức là đến với đạo tràng chúng ta phụ giúp mỗi người một tay,
thì đạo tràng mới được tốt đẹp. Chứ còn bây giờ cá nhân một mình chúng tôi nói, hay là Sĩ Như Quỳnh nói, mà Sĩ Như Quỳnh đã khăn tiếng rồi mà cố gắng đi mà nói thì nó bực lên, dục micro bể, ngày mai khỏi sinh hoạt. Và cá nhân của chúng tôi thì luôn luôn tôn trọng các vị giảng sư. Giờ của Ngài Pháp Thanh chúng tôi là nghe không có ý kiến. Bởi vì khi mà cầm micro thì Ngài Pháp Thanh nói ồ, xía câu chuyện người khác không có đúng với cái chủ trương hoặc là cái bài vở mà của thượng tọa soạn ra, hoặc là mình nói nó chặt cái ý đi, thì cái đó cũng là một sự mất lòng. Thôi thì cái vấn đề quý vị cứ thắc mắc, đặt câu hỏi, rồi khi mà sự thắc mắc nó chưa được giải tỏa thì ngày Chủ nhật chúng ta sẽ gặp lại Ngài Liệu Tông. Cũng như trong câu Phật ngôn này, còn một câu Phật ngôn nữa mới đúc kết được cái duyên sự. Cho nên chúng ta phải dài dòng, phải kéo dài thời gian để cho nó đủ giờ. Quý vị đến sinh hoạt có giờ giấc đàng hoàng. Rồi cái câu Phật ngôn sau thì chúng tôi sẽ đúc kết luôn. Tức là cái gì chúng ta ăn thì ăn, cái gì chúng ta cúng thì cúng, nhưng mà trong cái giới hạn của nó, chứ không nên coi như đi ra ngoài đề ha. Thì quý vị cũng quan nghĩ ha. Như vậy thì theo Sĩ Như Quỳnh cho biết, ngày mai chúng ta sinh hoạt về vi diệu pháp, vô minh kinh hướng dẫn, và cũng có bài tập rồi. Tức là có liên lạc rồi. Thì về vi diệu pháp thì quý vị ngày mai sẽ tiếp tục, huynh kinh sẽ đến đúng giờ. Như vậy thì cái chương trình sinh hoạt của đạo tràng nó không có tẻ nhạt, tức là cũng có học về kinh của Ngài Pháp Thanh, rồi cũng học về vi diệu pháp, rồi cũng có sự đóng góp của huynh Pháp Hữu, rồi thêm vào đó giải đáp thắc mắc trong cái sự tu tập của mình, thì có Ngài Liệu Tông. Như vậy chúng ta thấy đạo tràng giúp ta sinh hoạt như vậy tương đối cũng ổn. Có gì thắc mắc thì quý vị cứ mạnh dạn đưa tới, để cái room này được hoàn thiện. Và quý vị thấy có nhiều cái tư tưởng hay hơn thì quý vị cứ đưa ra, để rồi chúng ta cải tiến, làm cho cái room này ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là điều mà chúng tôi mong mỏi. Rồi như vậy thì đây cũng hết giờ rồi ha. Thời gian trôi qua rất là nhanh. Nhanh hay chậm do chính mình. Và là thời gian cao su ha. Mình muốn kéo ra thì nó dài, mình muốn thu gom lại thì nó nhỏ. Dài hay ngắn là do cái dụng, chứ không phải là cái hình thức. Thì buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây cũng vừa phải lẽ. Bây giờ là 6:30 của Việt Nam. Và câu Phật ngôn 249 đến đây xin được kết thúc. Câu 250 sẽ nói lên duyên sự cả hai câu Phật ngôn này. Thì mong quý vị hoan hỷ. Nếu mà chúng ta chưa có rõ ràng lắm thì câu Phật ngôn 250 sẽ giải quyết tất cả. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời Phật dạy để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được an vui. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để phúc rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác. Và thiên văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và tiếng nam tiếng nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ê tên là sanh trong quá trên là số thứ vô khô tụ sập ở đà. Do lời chân thật này kinh dân quả phước lên chư tôn thiện được tăng ni và đạo tràng pháp hội hiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Nam mô Tát sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Vandami cittiyam sabbang sambuddhane supatthittam. Sarīrika dhatu mahabodhim buddha rupam sagaram sada. Vandami cittiyam sabbang sambuddhane supatthittam.